Theo bản tin lúc 18 giờ ngày 11 tháng 4 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, trong ngày 11 tháng 4, Việt Nam ghi nhận thêm một bệnh nhân mắc bệnh COVID-19 do chủng mới của virus corona gây ra. Bệnh nhân thứ 258 là mẹ của bệnh nhân thứ 257. Bệnh nhân thứ 258, bệnh nhân nữ, 47 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại xóm Hội, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Bệnh nhân thứ 258 là mẹ của bệnh nhân thứ 257 đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Bệnh nhân đã được lấy mẫu xét nghiệm và kết luận dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 11 tháng 4. Như vậy, tính đến chiều 11 tháng 4 năm 2020, Việt Nam đã có 258 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có 144 bệnh nhân đã khỏi bệnh. 114 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại 15 cơ sở khám chữa bệnh, đa số có sức khỏe ổn định. Có 3 bệnh nhân diễn biến rất nặng, đang được điều trị tích cực. 21 trường hợp đang điều trị đã có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2, trong đó có 8 trường hợp âm tính lần 2.